Đội bóng được kỳ vọng nhiều hơn là câu lạc bộ Atletico Madrid lại đang gây thất vọng, trong khi đó LOSC Lille dù không được đánh giá cao nhưng lại đứng đỉnh bảng. Màn so tài giữa câu lạc bộ Atletico Madrid và LOSC Lille diễn ra lúc 2 giờ ngày 24 tháng 10, sẽ là lúc mọi thứ được phơi bày về đẳng cấp giữa hai đội bóng. Ở vòng 2 Cup C1 châu Âu mùa này, câu lạc bộ Atletico Madrid và LOSC Lille thu về những kết quả vô cùng trái ngược. Trong khi câu lạc bộ Atletico Madrid bị Benfica hủy diệt, trong khi đó ở chiều ngược lại câu lạc bộ LOSC Lille gây chấn động bằng việc đánh bại nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Real Madrid. Chuỗi 9 trận bất bại đầu mùa giải 2024-2025 của câu lạc bộ Atletico Madrid đã bị Benfica chặn đứng không thương tiếc đầu tháng 10 này. Đoàn quân của Diego Simeone đã để thua với tỷ số 0-4 rất đáng xấu hổ tại Bồ Đào Nha. Tính từ mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ Atletico Madrid đã thủng lưới trong 6 trận liên tiếp ở Champions League. Thậm chí, câu lạc bộ Atletico Madrid thủng lưới với hiệu suất hai bàn mỗi trận. Đây là chuỗi trận tệ hại nhất của Atletico trong thập kỷ qua. Câu lạc bộ Atletico Madrid đã lọt vào vòng knock-out Champions League ở 9 trong 11 mùa giải gần nhất. Dù chơi tệ hại đến đâu thì Atletico vẫn thể hiện bộ mặt đáng gờm trên sân nhà. Câu lạc bộ Atletico Madrid đã bất bại trong 11 trận gần nhất ở Champions League tại sân nhà Metropolitano. Ở trận gia quân mùa này, họ đã vượt qua câu lạc bộ RB Leipzig với tỷ số 2-1 câu lạc bộ Atletico Madrid có thể thiết lập kỷ lục mới về số trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở Champions League bằng việc đánh bại Lille. Kỷ lục này của câu lạc bộ Atletico Madrid đã tồn tại suốt từ năm 1966. Sau chuỗi 3 trận không thắng, câu lạc bộ Atletico Madrid đã cởi bỏ được gánh nặng khi đánh bại Leganes cuối tuần qua. Los Colchoneros tiếp tục giữ vững vị trí thứ ba ở La Liga và đây là bàn đạp tốt trước màn tiếp đón câu lạc bộ LOSC Lille. Robin Lenorman Cesar Apilicueta và Marcos Lorente đang là những cầu thủ chấn thương của câu lạc bộ Atletico Madrid. Thomas Lemar cũng mới trở lại sau chấn thương gót chân và đã ngồi dự bị liên tiếp 4 trận mà không được sử dụng. Cơn đau đầu lớn nhất trong việc lựa chọn đội hình của huấn luyện viên Simeone bây giờ là tân binh đắt giá Julian Alvarez chưa thể gây ấn tượng trong khi Alexandre Solot mới lập cú đúc cuối tuần qua. Trong khi đó, Antoine Griezmann một lần nữa thể hiện năng lực xuất sắc của mình khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của Atletico mùa này. Tiền đạo người Pháp cũng rất bắn bàn ở Champions League khi anh đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận sân nhà gần nhất của câu lạc bộ Atletico Madrid. Câu lạc bộ LOSC Lille tiến tới vòng bảng Champions League sau khi vượt qua vòng loại xít sao. Ở trận gia quân, câu lạc bộ LOSC Lille bị Sporting Lisbon đè bẹp không thương tiếc. Tuy nhiên, Lille đã gây chấn động khi cuột ngã nhà đương kim vô địch Real Madrid ở lượt trận thứ hai. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo Jonathan David từ chấm penalty. Như vậy, câu lạc bộ LOSC Lille đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League bằng số trận thắng của 29 trận trước đó. Cuối tuần qua, câu lạc bộ LOSC Lille đã cầm hòa đội đầu bảng Monaco ở đấu trường League 1. Nhờ vậy, Lille vẫn giữ được vị trí trong top 4 của giải đấu. Tuy nhiên, trận đấu này cũng cho thấy điểm yếu chí mạng của thầy trò Bruno Genesio khi họ đã không ghi được bàn ở 3 trong 4 trận sân khách gần đây. Thành tích sân khách của Lille ở Cúp châu Âu cũng rất kém câu lạc bộ LOSC Lille đã thua 6 trong 8 trận sân khách gần nhất ở Champions League. Họ chỉ thắng 2 trong trận gần nhất ở các giải đấu của UEFA tổ chức. Do vậy, chuyến làm khách đến Paris sắp tới hứa hẹn lành ít giữ nhiều với đại diện nước Pháp. Jonathan David là mối đe dọa lớn nhất trên hàng công Lille. Tiền đạo người Canada sẽ được hỗ trợ bởi Eden Zegrova, cầu thủ đã dê bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Champions League năm nay. Đội khách Lille sẽ không có sự phục vụ của Thiago Santos, Ismaili, Haken Anna Haransson và Ethan Mbappe vì chấn thương. Câu lạc bộ Atletico Madrid đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất trên sân nhà. Trong khi đó, Lille đã thua mọi trận sân khách ở cúp C một mùa này, tính cả vòng loại. Lille cũng chỉ thắng một trong 5 trận sân khách gần nhất. Câu lạc bộ Atletico Madrid chỉ giữ sạch lưới một trong 7 gần nhất trên mọi đấu trường. 3 năm trận gần đây của Lille cũng có từ 3 bàn trở lên.